Cúc Tình Y bị bóc trần sắc vóc thật qua cam thường, bị nữ phụ đè bẹp không thương tiếc. Những hình ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa của Cúc Tình Y đang gây xôn xao cõi mạng. Sau lễ khai máy có phần gây tranh cãi vừa qua, Cúc Tình Y đã chính thức bước vào giai đoạn quay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 cùng Trần Triết Viễn, Mao Hiểu Tuệ và Mao Tử Tuấn. Tuy nhiên, khác với những ekip trước kia, Cúc Tình Y lần này có thể sẽ phải bái bai những kiểu son phấn lố thông thường thôi. Vào ngày 20 tháng 2, một số hình ảnh mới của Cúc Tình Y trên phim trường Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 được lan truyền rộng rãi trên Weibo. Không còn kiểu trang điểm đậm như thời điểm khai máy, Cúc Tình Y đã tháo được phấn son loài loạt xuống, gây bất ngờ với gương mặt và thần sắc tự nhiên gần như mộc 100%. Những khuyết điểm như bọng mắt, nước da nhợt nhạt đều lộ rõ, nhưng ngược lại được netizen khen ngợi hết lời. Tuy đã chịu khó gỡ vài lớp trên mặt nhưng Cúc Tình Y vẫn bị dân tình bắt bài về chiều cao. Một số người xem cảm thấy gai mắt khi tóc của Cúc Tình Y được búi vô cùng cao trông hết sức cồng kềnh. Đây được xem là chiêu hách chiều cao mới mà cô nàng tận dụng ở phim mới, thay vì đi giày độn dễ bị phát hiện như những lần trước. Có một nhận định trên mạng xã hội cho rằng Cúc Tình Y chỉ đẹp và nổi bật khi đứng một mình, lý do là bởi mỹ nhân 4.000 năm sở hữu chiều cao khá khiêm tốn. Vậy nhưng lại khai khống trên bách khoa toàn thư Bài Khe thông tin cao 1m59. Chính vì điều này mà nữ diễn viên luôn bị dân tình soi vóc dáng thật ở mọi góc độ. Trang Sohu ngày 20 tháng 2 có một bài viết chia sẻ hình ảnh buổi khai máy bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Ống kính camera thường đã ghi lại hình ảnh chân thật nhất về chiều cao của nàng mỹ nhân 4.000 năm. Dù đã đi giày đế cao và đứng giữa khung hình, Cúc Tình Y lộ vóc dáng nhỏ bé, đặc biệt là chiếc áo lông lớn càng khiến cho body của nữ diễn viên mất cân đối. Trang Sohu nhận định thực chất người đẹp sinh năm 1994 chỉ cao khoảng 1m40 mà thôi. Đáng chú ý, nữ diễn viên bị so sánh với nàng nữ phụ Mao Hiểu Tuệ, người vốn sở hữu chiều cao 1m68. Không khó để nhận ra sự chênh lệch chiều cao rõ rệt giữa hai người. Mặc dù đứng ở ngoài rìa khung hình nhưng người đẹp họ Mao lại hoàn toàn chiếm spotlight. Một số fan còn cho rằng theo nguyên tắc vai của Cúc Tình Y cao tới 1m66, trong khi chiều cao thật của nữ diễn viên không hề đạt tới tiêu chuẩn. Rất nhiều ý kiến lo lắng rằng không biết nữ diễn viên sẽ xoay sở ra sao. Không thể phủ nhận một điều, người đẹp Vân Trung Ca rất xinh đẹp và hút hồn. Tuy nhiên, vấn đề chiều cao và vóc dáng lại gây tranh cãi rất lớn. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chắc hẳn từ lâu không còn là cái tên xa lạ đối với những tín đồ kiếm hiệp hoa ngữ. Phim được chuyển thể từ trò chơi điện tử nhập vai nổi tiếng cùng tên. Những phần trước đó của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp lần lượt được ra mắt khán giả những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Phần phim mới nhất cũng đã lên sóng cách đây gần 12 năm. Từ năm 2005, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 lần đầu được chuyển thể. Tiếp đến là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 vào năm 2009. Trong phần phim này, Hồ Ca đã dùng diễn xuất tuyệt vời của mình vượt qua được vòng casting để đảm nhận vai diễn sau này làm nên tên tuổi của mình. Đây cũng là bộ phim góp phần đưa Lưu Dược Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch đến gần hơn với khán giả. Việc Cúc Tình Y đóng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 với vai trò nữ chính thu hút sự chú ý đặc biệt từ netizen. Bởi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là thương hiệu khá nổi tiếng, từng giúp loạt sao ngữ từ vô danh tiểu tốt vụt sáng thành sao. Trong quá khứ, Lưu Dược Phi từng đóng vai nữ chính ở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp phần đầu tiên. Sang đến Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi đồng loạt xuất hiện và gây chấn động một thời. Dù ở thời điểm hiện tại, Cúc Tình Y quả thật rất nổi tiếng, nhưng giới truyền thông hoa ngữ đánh giá rằng mỹ nữ 4.000 năm sẽ khó lòng vượt cái bóng của các đàn chị Dương Mịch hay Lưu Dược Phi. Bởi vai diễn mà Dương Mịch và Lưu Dược Phi tạo nên ở các phần Tiên Kiếm Kỳ Hiệp đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng khán giả. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 còn có sự góp mặt của các diễn viên Trần Triết Viễn, Mao Tử Tuấn, Mao Hiểu Huệ.